Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ cùng các bạn đi check in một cái địa điểm gọi là hồ trái tim mà mình mới vừa được xem ở trên mạng xã hội Facebook của cái trang Chi Tôn họ đăng này các bạn. Đây họ có để cái đường like để mình nhấp vào cái đường like nha, để mình thấy được cái địa điểm nơi hồ trái tim ở đâu để mình cùng các bạn check in xem cái vẻ đẹp nó như thế nào. Đây là cái địa điểm nè. Bây giờ thì mình sẽ định vị cái tuyến đường đi từ cái nơi mình đến nha các bạn. Đây là cái nơi của mình đang ở, đây khu vực ngã ba Lô Tẻ, hôm trước mình có quay cho các bạn xem ở clip trước đó. Thì cái đoạn đường đi nó khoảng 43 km mà nó mất khoảng 1 giờ 2 phút nha các bạn. Đoạn đường rất là xa luôn. Đây là khu vực của Chi Tôn. Để mình thu gần lại cho các bạn xem. Nè, khu vực này ngã ba nè, nếu mình quẹo phải là vô chợ Chi Tôn, mình quẹo trái theo đường Hùng Vương nha các bạn. Sau khi đi hết đường Hùng Vương thì mình sẽ gặp cái đoạn đường là Trần Hưng Đạo, mình quẹo trái. Và hết đoạn đường Trần Hưng Đạo mình quẹo trái tiếp tục tới đường 30 tháng 4 quẹo trái. Và đi khoảng 500m tới khu vực này các bạn, khu vực của Hồ Trái Tim. Nhìn thấy trên bản đồ Google Maps họ chỉ như thế đó. Rồi bây giờ mình sẽ cùng các bạn đi check in cái địa điểm này nó đẹp như thế nào nha. Rồi bắt đầu. Đây mình đã tới được cái khu vực ngã ba mà hồi nãy mình đã nói đó, quẹo phải vào chợ Chi Tôn và quẹo trái theo cái đường Hùng Vương. Đúng ra thì mình quẹo trái nhưng mà hôm nay mình sẽ rẽ phải để mình quay cho các bạn xem về cái chợ Chi Tôn. Để cho các bạn xem con người dân ở đây người ta buôn bán sinh sống như thế nào. Mình cũng không có ghé vào để quay chi tiết cho các bạn xem đâu, thì mình chạy ngang mình quay sơ thôi. Đây cái chợ Chi Tôn này các bạn đó, họ buôn bán gặp mình được đó. Khi mình chạy thẳng hết cái con đường này á, mình rẽ trái là mình về cái vòng xoay chị cầu Cái Me. Đây nè, mình rẽ trái xong tới cái vòng xoay nhỏ nè, mình tiếp tục rẽ phải là về cầu Cái Me nha các bạn. Đây là mình chạy để cho các bạn tham quan thôi, chứ mình khi mình đi vào cái khu vực Hồ Trái Tim đó là tới cái ngã ba lúc đầu tiên đó là mình quẹo trái về hướng đường Hùng Vương là được rồi. Đây là mình chạy thêm cho các bạn tham quan thêm về cái khu Chi Tôn có một số cảnh như thế nào thôi. Sau khi mình chạy hết cái đoạn đường này, mình sẽ quanh ngược đầu lại, mình chạy ngược chiều lại là mình về cái đường lúc nãy để mình check in cho các bạn xem. Khu vực cầu Cái Me, phía trước mặt mình là những cái ngọn núi trùng trùng luôn đó các bạn. Khu vực này thì người ta bán đồ ăn về bò rất là nhiều luôn. Có dịp nào các bạn mà có đi đến Chi Tôn, các bạn ghé vào khu vực này có những cái món ăn rất là ngon. Khi các bạn tới ngã ba này mà nếu như quẹo trái lại vào cái khu vực mà người ta bán đu đủ đâm đó, ở phía góc phía bên đây nè là người ta bán cháo bò rất là nhiều các bạn. Những cái tô cháo bò rất là ngon luôn, đặc sản của vùng Chi Tôn. Các bạn nào có dịp nào đi và ghé vào đây thưởng thức món cháo bò. Bây giờ mình sẽ chạy ngược chiều lại nha các bạn. Đây là chùa Khmer nè. Mình chạy ngược chiều lại, nhưng mà mình không có quanh lại cái đường cũ. Khi từ cầu Khmer mình chạy ngược chiều lại là mình chạy thẳng luôn. Mình chạy phía sau hậu của khu vực chợ Chi Tôn nha. Rồi lúc nãy là mình chạy phía trước mặt, bây giờ là mình chạy khu vực phía sau để cho các bạn tham quan. Rất là đông đúc. Ở đây là khu vực sung nhất của thị trấn Chi Tôn mà. Đây là khu vực phía sau của nhà lòng chợ nè. Nhà lòng chợ Chi Tôn. Tiếp tục mình chạy tiếp.
xa xa các bạn thấy chiếc xe buýt nó quẹo trái đó là cái đường Hùng Vương lúc nãy đó các bạn. Khi mình quẹo trái đó là cái con đường này nè, đó là mình chạy hết con đường Hùng Vương này là mình rẽ trái, chạy tiếp tục là cái con đường mình đang chạy đó là con đường Trần Hưng Đạo. Mình chạy khoảng hơn 500m thôi là mình thấy được cái con đường 30 tháng 4 theo như cái định vị trên Google mình đã thấy đó. Đây là khu vực chùa Khmer hôm trước mình đã có quay rồi nè. Đó, bây giờ mình đã tới cái đoạn đường 30 tháng 4 nè các bạn. Đó, mình sẽ quẹo theo con đường này. Đây, đường 30 tháng 4 đây. Tiếp tục mình chạy tiếp. Chạy khoảng theo mình thấy trên Google nó chỉ á chưa tới 500m. Tiếp tục. Khi hết cái đoạn đường 30 tháng 4 này rồi mình rẽ trái nha các bạn. Đó, phía đó là cái khu vực chùa của Hồ Tà Bạ. Và mình rẽ trái và mình chạy theo cái đoạn đường này thôi. Ra cái khu vực này là đã ít nhà lại rồi. Do khu vực này là khu vực của những cánh đồng, những mảnh ruộng, nên là mình không có thấy nhà. Nhưng mà ở trong cái khu vực thị trấn mình vừa chạy qua cho các bạn xem, hai anh em mình quyết định là hôm nay phải check in được cái vùng đất mà nơi có cái hồ trái tim theo như cái trang Chi Tôn họ đăng đó, mình xem coi cái vẻ đẹp nó có như vậy hay không. Những cánh đồng đây nè các bạn, đó các bạn có thể nhìn thấy những ngọn núi không. Mình đi cái mùa này thì lúa họ thu hoạch hết rồi nên là không thấy những cái mảnh ruộng xanh nữa mà thấy đất không à, trông rất là đẹp các bạn. Người nông dân người ta đang điều khiển hai con bò để cày cho cái mảnh ruộng của họ. Cái điều đặc biệt nơi vùng Chi Tôn này mình không có thấy là họ sử dụng máy móc như những cái vùng khác các bạn, mà mình thấy đa số là người ta sẽ dùng sức bò để kéo cày như thế đó. Nhưng mình không thấy là người ta dùng những cái máy như mà những vùng khác. Khi mà con bò mẹ nó cày á, con bò con nó theo nó đứng kế bên nó nhìn kìa, và nó chạy theo mẹ nó. Đây là khu vực hồ trái tim này các bạn. Khu vực hồ trái tim này nó gần thôi, nó gần kế cái bên mà cái người nông dân hồi nãy người ta cày đó, cách khoảng chừng một công đất thôi. Đây là mình dùng đai cam mình quay cho các bạn xem. Khi mình đến cái khu vực của hồ trái tim này rồi á thì mình nhận thấy một điều là nó cũng không có gì quá đặc biệt đâu. Nếu như các bạn mà dùng những cái máy quay cầm tay phía bên dưới thì các bạn không thể nào mà chụp được những cái bức ảnh của cái hồ này mà ra được cái dáng như là trái tim. Mà các bạn phải có những cái thiết bị nào cao hoặc là lay cam mình bay lên trên cao mình chụp xuống thì các bạn mới thấy được hình dáng của trái tim thôi. Còn khi mình đứng ở dưới á, mình nhìn thấy giống như một cái hồ bình thường thôi các bạn. Mình quay vòng vòng số cảnh nữa cho các bạn xem. Đó. Cái nước hồ cũng trong. Mà không biết là người dân ở đây người ta có sử dụng cái nước hồ này để làm gì hay không. Chắc có thể là để tưới. Mình
tiếc một điều là cái khu vực hồ này nó sát cái mí lộ, nên là cái phía gốc của tay trái của trái tim nó hơi bị lép so với cái phía tay phải, nên trái tim không được tròn, không được đẹp các bạn. Thấy nó nằm xa mặt lộ chút là cái nó sẽ đẹp hơn. Đây là mình quay một lần nữa cho các bạn xem. Trái tim này nó hơi bị dị tật chút nha các bạn. Nó không có được tròn, nó bị méo một bên. Từ phía trên cao nhìn xuống mình nhìn rất là rõ. Và nó cũng mang cái một cái vẻ đẹp mà các bạn nào mà có dẫn bạn gái hay bạn trai vậy đó, nên đến cái khu vực này nếu có livecam ghi lại những cái bức ảnh nơi hồ trái tim này thì càng tuyệt vời. Mình sẽ quay một lần nữa cho các bạn xem, rồi mình sẽ đi cái địa điểm khác để check in, mà theo như người dân địa phương người ta chỉ mình đó là có một cái hồ sò chết cũng đẹp lắm. Thì sau khi quay cái hồ này xong mình sẽ đi nha các bạn, mình quay hồ sò chết cho các bạn xem. Đây, tiếp tục mình chạy tới khoảng 200m là cái đoạn đường đất, mình rẽ theo đoạn đường đất này để đi đến cái hồ sò chết. Phải chạy ngang một cánh đồng nữa các bạn. Từ trên cao mình nhìn xuống do chưa có trồng ruộng nên là mình thấy những cái ô đất đó mình trông rất là đẹp không các bạn, như một cái bức tranh vẽ luôn. Còn phía dưới này là cái đoạn đường cong cong quẹo quẹo, chạy cũng hơi khó chút. Nếu mà đi mùa mưa chắc là khó đi lắm. Mà các bạn nào có đi mùa mưa á thì mình nên đi cái đoạn đường mà hồi nãy mình tới cái ngã ba, hết cái đoạn đường 30 tháng 4 đó thì mình quẹo phải đi, mình chạy về cái hướng chùa Tà Bạ đó. Mình đi cái đoạn đường nhựa nó hay hơn các bạn, vẫn tới hồ sò chết được. Thì hôm nay mình quyết định đi cái đoạn đường này, mình quay cảnh cho các bạn được xem vùng đất Tri Tôn, nên là mình sẽ đi cái đoạn đường này. Từ trên cao mình nhìn xuống nè các bạn, y như một bức tranh vẽ rất là đẹp luôn. Trước mặt mình là cái ngọn núi của hồ Tà Bạ đó. Đây nè, người ta trồng không biết trồng cái gì nữa. Thường người ta đang trồng ruộng không, nãy mình thấy giống như trồng rẫy quá. Em quay lên một lần nữa cho các bạn xem, y như một cái bức tranh vẽ rất là đẹp luôn. Phía bên tay phải mình là một cái núi có cái vách đá giống như là vách đá đầu voi nha các bạn. Nhưng mà hôm nào có cơ hội mình sẽ quay lại dùm nó cái vách đá đầu voi đó. Mình quay lại mình sẽ quay check in cái vùng vách đá đầu voi cho các bạn xem. Hôm nay chủ yếu là mình quay thêm một cái hồ sò chết trong cái clip này để cho các bạn chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp thiên nhiên nơi cái hồ mà được tên là hồ sò chết, để cho các bạn xem. Mình cũng chưa biết cái hồ này như thế nào nữa, mình chỉ được người dân địa phương nơi đây người ta chỉ thôi. Và mình chạy tới mình quay đây nhé, được cái đoạn đường này là mình đã tới hồ rồi đó các bạn. Phía trước mặt mình là cái hồ đó. Cái điều thú vị là khi mình chạy tới đây, ban đầu mình nghĩ là cái hồ giống như là những vách đá này kia rồi ở núi đó, nhưng mà cái hồ này là nó đặc biệt. Cái hồ này là mình thấy nó giống như nằm ở dưới đồng bằng thôi các bạn. Những cái đất mà nó nổi lạng trên mặt nước đó, từ trên cao mình nhìn xuống mình cũng thấy trông rất là đẹp luôn. Một cái vẻ đẹp mà được thiên nhiên ban tặng cho cái vùng đất này. Mình bay, mình quay cho các bạn xem nè. Hồ này mình nghĩ chắc cạn thôi chứ cũng không sâu đâu. Ở phía bên kia là núi, ở dưới này là hồ nước.
của một cái vùng vùng đất ở dưới thôi, chứ ở đây không phải là núi. Mình thấy là mọi sinh hoạt của người dân nơi đây người ta cũng gắn liền với cái hồ nè. Người ta đang đi chích cá đó các bạn. Vậy là hồ này có cá nha. Đó, mặt nước hồ rất là trong xanh luôn. Bay lại mình thấy có một con chim nó đậu một cái gốc cây kìa. Mình bay lại mình xem. Chim này là chim bói cá các bạn. Mình bay rất là gần luôn. Cách chưa đầy một mét nữa mà nó không bay luôn. Nó dạng ghê luôn á. Đó, để mình bay xa xa cao cao lên để cho các bạn xem là hoàn cảnh của khu vực hồ này như thế nào. Hình như là cái khu vực này không biết nó có nước lớn với nước rộng không các bạn. Chắc không có đâu, tại vì đâu phải như là vùng sông nước của mình đâu mà có nước lên và nước xuống. Chắc nó như vậy thôi. Hồ nó như thế đó, rất là đẹp luôn. Quay toàn cảnh cho các bạn xem. Nếu mà có dịp nào đó mình sẽ ghé lại khu vực hồ này, mình sẽ làm một cái clip nào đó, mình sẽ lội xuống nước giống như những cái người dân nơi đây người ta sinh hoạt như thế nào, để mình làm cái clip cho các bạn xem. Do cái này là một check-in cái địa điểm cho các bạn xem thôi. Mà các bạn đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh mình hoàn toàn miễn phí, để là người có cơ hội xem những cái video lần sau nha các bạn. Cái video lần này mình xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Xin chúc tất cả các bạn một ngày mới an lành, đầy niềm vui và hạnh phúc. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nha. Thank you.